hai cuối cùng cũng đến được bờ biển. Mà khi tới trước mặt Antoine xếp mình, nhấn nút Enter một lần nữa, những bức tượng sụp đổ sắp xếp lại, tạo thành một cây cầu, để cả hai có thể đi qua. Nhưng nguồn điện nhà Millie lúc này bất ổn, Guy một mình lên cầu nhưng bị đấm cho nổ mắt, sau đó bị đá bay về sau 100 mét. Trước mặt xuất hiện một người đàn ông đẹp trai lực lưỡng, con xe máy ném nhẹ như lông hồng. Cờ bắt màu đỏ xuất hiện, nhìn mạnh lắm đây. Thấy người này tiến lại gần, Guy vội vàng nhặt kính lên. Đội trưởng Mỹ nhìn thấy cũng phải đứng hình, tưởng mỗi chú có hạ anh cũng có nha. Tay xanh lè kia rồi ai làm lại, có hộp y tế thì lại hồi mana nhanh thôi. Đưa tay phải ra, một thanh lightsaber xuất hiện, anh chàng đô con kia sao đỡ được, sau lại biến sang búa thần, năng lượng 7 sắc cầu vòng tới đây. Vũ khí trong tay lại phóng ra sóng âm, thế này chú làm gì có cửa thắng với anh. Cánh cổng đã mở, đang chuẩn bị một đòn chí mạng, không ngờ lại bị anh cơ bắp đánh lén, ở kia bóp ngực nhau, đùa đấy. Ngay lúc đó Guy đeo kính cho anh đô con. Yeah, not a dancer. No. Run free, better me. Antoine tức giận, nhặt dìu bổ vào nguồn máy chủ, toàn bộ mọi thứ bắt đầu sụp đổ. Guy và Buddy nhanh chóng chạy qua cây cầu, nhưng Buddy chậm một bước, thấy bạn tốt dần hóa thành dãy số. Guy mang theo toàn bộ hy vọng, không quay đầu, lao đến cuối của cây cầu, dướn người nhảy một bước, biến mất vào bức màn sáng, hai chân chạm đất, một thế giới xanh mướt trong lành. Tất cả các NPC cũng hoan hô cổ vũ, Guy cuối cùng cũng một lục địa hoàn toàn mới. Sau cùng, Antoine bị kiện, nhận hình phạt thích đáng, mà Millie lại tới tìm Guy, nhưng Guy nói với cô, bản thân thực sự yêu cô, nhưng đây chỉ là tình yêu của NPC, là ai đó đã viết cho cô một bức thư tình. Millie chợt bừng tỉnh ra, vội vàng chạy đi tìm Ki, cả hai nhìn về phía nhau, lúc này chẳng cần phải nói gì cả, Guy ở thành phố mới, gặp lại được bạn tốt Buddy, hai người kích động ôm chầm lấy nhau, bộ phim đến đây là kết thúc.